4 điều tôi thích nhất khi là cư dân Vinhome Smart City. Ở trong cộng đồng cư dân, giao lưu, trao đổi, cùng phát triển, làm ăn. Học hỏi từ cộng đồng cư dân văn minh. Nâng tầm bản thân lên một đẳng mới. Bạn đến chơi khu nhà mình cũng nở mày, nở mặt.